nay Thu Hà có buổi gặp gỡ cùng với MC Vĩnh Phú, một người đồng nghiệp, đồng thời cũng là một người anh đáng mến. Hiện nay anh Phú đang lăn tăn trong việc chuyển sang một chiếc xe cao cấp hơn sau khi đã bán đi chiếc xe hạng B của mình. Chào anh Phú. Chào Thu Hà, cảm ơn Thu Hà đã mời đến đây ngày hôm nay để tìm hiểu về chiếc xe này nhé. Dạ, em nghĩ đây sẽ là một chiếc xe rất là phù hợp đối với những tiêu chí anh đặt ra nhé. Em cảm thấy là chiếc Mazda 3 sedan bản 2.0 Signature Luxury này không chỉ phù hợp với phong cách của anh mà còn đáp ứng được những tiêu chí anh đưa ra. Nhưng mà trước khi mình đi sâu vào tìm hiểu từng tiêu chí á, thì em muốn được hỏi về cảm nhận của anh về thiết kế bên ngoài của chiếc xe Mazda 3 thế hệ mới này. Anh cũng đang rất là muốn chia sẻ nhé. Nói trước về đầu xe nha, đó là phần lưới tản nhiệt nè, anh thấy là được mở rộng ra, thêm phần cánh gió dày hơn và được vác thẳng luôn ngay từ phía chân của đèn pha, và đèn pha được làm dài hơn nữa. Tất cả này tạo cho một cái tổng thể phần đầu xe của chiếc Mazda 3 này á là nó ngầu hơn, nó thể thao hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi, và có lẽ là anh sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng là cái phần đèn LED chiếu sáng ban ngày ở phía dưới cản trước và cả cái phần ống xả kép ở phía sau xe nữa là phụ kiện được thiết kế riêng ở thị trường Việt Nam. À, em nói điều này là bởi vì em nghĩ rằng là một chiếc xe đẹp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho việc mua xe của mình, bên cạnh tính năng hay thương hiệu, đúng không ạ? Mà nếu như mà anh không có ưng ý về thiết kế bên ngoài thì có lẽ là em sẽ không dám nói tiếp về bên trong nữa. Anh thấy là anh gần đổ bởi vì cái ngoại hình bên ngoài rồi. Còn bây giờ phần nội thất bên trong thì như thế nào, chắc là mình vào nhé. Dạ. Anh xin vào ghế lái nha. Dạ vậy thôi, anh em mình cùng vô để đến với tiêu chí đầu tiên, đó là sedan hạng C tầm trung nhưng mà bên trong phải cao cấp. Với một mẫu xe sedan hạng C tầm trung á, thì anh có đồng ý với em là nội thất của xe này nhìn không kém gì so với những mẫu xe cao cấp không anh? Rõ ràng hà, bởi vì khi mà mới bước vào á, là anh cảm thấy nó là một trời một vực về cái phần nội thất so với lại chiếc xe hạng B mà trước đây anh sử dụng. Nếu mà nói là cái ấn tượng đầu tiên đó là da rất là nhiều. Cái phần da này tạo ra cái cảm giác sang trọng cho xe. Như là những chiếc xe khác á, thì em có thể thấy á, đó là họ hay sử dụng nhựa cứng. Mà nhựa cứng thì sẽ làm khiến chiếc xe của mình có cảm giác là nó hơi rẻ tiền một chút. Còn ở đây là nội thất về da phối hợp với lại các thiết kế mà anh thấy là cực kỳ là nghệ thuật nhé. Đặc biệt là cái phần màn hình trung tâm này như là cái khung tranh để tạo ra cái điểm nhấn dành cho cái phần nội thất. Và anh Phú biết không, cái triết lý thiết kế của Mazda hiện nay á, đó là KSA, có nghĩa là xe của nghệ thuật. Điều này á, nó đã chứng minh rằng là những cái đường nét từ ngoại thất cho đến nội thất bên trong của xe thì tuy là tối giản nhưng vẫn sang trọng, và đúng như kiểu là less is more luôn. Anh thì rất tâm đắc cụm từ less is more. Nó làm anh nhớ đến nghề MC của mình á. Đôi lúc diễn đạt dài quá cũng không hay. Chỉ cần nói đơn giản thôi, dễ hiểu mà đi vào lòng người nhiều hơn là được. Và khi mà ngồi trên chiếc Mazda này, anh cảm thấy hãng xe Nhật này họ đang thiết kế cực kỳ tinh tế về tất cả các bộ phận. Chẳng hạn như là cái phần vô lăng lái này, các nút bấm này được sắp xếp rất là tiện lợi. Và nếu mà có lăn tăn một chút thì là cái phần da, bởi vì da nhiều quá thì nó có dễ bị xuống da hay không? À, cái vấn đề này thì em cũng từng nghe nói rồi. Và Mazda thì họ lựa chọn những cái chất liệu trong xe nó cao cấp hơn, như là da nè, gỗ nè, kim loại nè, thì nó sẽ cao cấp hơn so với những cái mẫu xe trong cùng giá tiền. Điều này giúp cho cái khoang xe nó trở nên là đẹp mắt và nhìn cũng đắt tiền hơn. Nhưng mà song song với đó thì đòi hỏi mình là phải chăm sóc thường xuyên đúng cách hơn rồi. Nếu không thì chất liệu nó sẽ nhanh xuống cấp hơn. Thì cũng đúng thôi, nếu như anh đi một đôi giày da đắt tiền sang trọng thì anh phải thường xuyên chăm sóc nó tỉ mỉ kỹ lưỡng nè, đánh xi nè, lau chùi. Còn nếu như mà anh chỉ đơn thuần đi một đôi dép nhựa thôi thì anh chỉ việc bỏ bên á, rồi thỉnh thoảng thì anh chà rửa là nó sạch rồi. Đúng, anh hoàn toàn đồng ý, bởi vì đúng là nếu mà mình đã sở hữu xe, mình đã chạy xe, thường nó luôn luôn gắn liền với mình thì mình cưng xe cũng như cưng vợ vậy đó. Phải cẩn thận thật nhiều. Như vậy thì em yên tâm rồi đó. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với tiêu chí, đó là tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ. Có lẽ là anh cũng quan tâm đến một chiếc xe bền bỉ, cho nên là mẫu xe cũ của anh là một thương hiệu từ Nhật Bản, đúng không? Đó là khi mà Hà đề nghị đó là giới thiệu chiếc Mazda 3 là anh đồng ý ngay, bởi vì anh chiếc xe cũ của anh cũng là một thương hiệu Nhật. Anh đề cao đó là cái con người Nhật Bản, họ cực kỳ bền bỉ và cần cù để tạo ra những tác phẩm chứa đựng những cái tinh hoa đúng nghĩa của cả một dân tộc luôn đó. Chà, vậy thì anh yên tâm rồi nha. Em nghĩ rằng là chiếc Mazda 3 này sẽ làm thỏa mãn anh. Bởi vì trong số những hãng xe Nhật phổ thông á, thì em thấy là Mazda họ làm option xe rất là tốt. Cụ thể là đối với cái chiếc xe Mazda 3 sedan bản 2.0 mà Signature Luxury này, thì mặc dù nó là chiếc xe có tầm giá là 800 triệu thôi, nhưng là mẫu xe hiếm hoi mà được trang bị những cái tính năng như là hiển thị thông tin trên kính lái HUD này, rồi ghế lái thì nhớ hai vị trí, rồi gương chiếu hậu tự động chống chói và nhớ theo vị trí ghế ngồi.
Ngoài ra thì bốn cửa kính còn có thể là tự động lên xuống một chạm nữa. Và đối với đèn phía trước thì có thể là mở rộng góc chiếu khi mà mình vào cua. Thì ngon quá rồi, anh khoái nhất là cái phần ghế lái là nhớ được hai vị trí đúng không? Đúng rồi. Và thêm nữa là cái phần kính chiếu hậu là khả năng chống chói, cực kỳ thuận tiện khi mà mình di chuyển ở ban đêm luôn. Mà xe này có cái phần cửa gió phía sau không em? Đầy đủ luôn anh ơi, có cửa gió phía sau nữa. Và điều hòa tự động của Mazda là tự động hai vùng độc lập luôn. Và ngoài ra thì hiện nay Mazda cũng bổ sung giao diện tiếng Việt và kết nối Apple CarPlay với iPhone trên hệ thống thông tin giải trí nữa. Mà nãy giờ em thấy là anh Phú lái cũng nhiều rồi đó, anh có thể chia sẻ một chút về cái cảm giác êm ái trong xe hay là cái cảm giác lái không anh? Theo anh thì là Mazda này cho chúng ta cái cảm giác là lái là cực kỳ êm ái. Phần vô lăng được trợ lực nên nó cũng không quá là nặng, cũng không quá là nhẹ. Cái cảm giác là chính xác là quan trọng nhất. Và thêm nữa đó là cái phần động cơ của xe, theo như anh biết, anh có coi trước lúc mà em nói đó, đó là động cơ 2.0 153 mã lực tại Việt Nam đúng không? Sẽ tạo cho chúng ta cái cảm giác là mạnh mẽ khi mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là khi mà anh chuyển chế độ Sport nè, kết hợp với cần lẫy số nè, nên anh đẩy lên đó, mình cứ thoải mái, mình tự tin để mà vượt xe khác. Đó, nó bốc hẳn, mình cực kỳ tự tin để mà vượt xe khác. Nên về cảm nhận chung của anh là anh cực kỳ hài lòng với lại phần động cơ và phần nội thất của Mazda 3 này. Chốt lại là Mazda 3 Signature Luxury thỏa mãn anh ở cả tiêu chí lái nhưng mà vẫn êm ái đúng không anh? Rõ ràng là như vậy. Ngày hôm nay thì Mazda 3 đã hoàn toàn thuyết phục được anh và hy vọng là anh đủ duyên để đến với lại chiếc Mazda 3 Signature Luxury này. Cảm ơn Thu Hà đã giới thiệu cho anh nhé. Thank you.